tiểu đường thai kỳ là gì? Có chữa khỏi tiểu đường thai kỳ được không? Đây là câu hỏi rất nhiều chị em phụ nữ khi trong quá trình mang thai có dấu hiệu tiểu đường gửi đến và hỏi dược sĩ Luân. Chị em thân mến, tiểu đường thai kỳ hay còn gọi là tiểu đường thai nghén là một loại tiểu đường phát sinh trong quá trình mang thai. Loại tiểu đường này xảy ra khi mức đường huyết của một phụ nữ mang thai tăng cao hơn so với mức bình thường, mức tiêu chuẩn của Tổ chức Thế giới, tức là mức đói từ 6 đến 7 mmol trên lít và lúc no trên 8 mmol trên lít. Theo thống kê, tỷ lệ phụ nữ mắc tiểu đường thai kỳ chiếm từ 2 đến 10% cái số ca mang thai của chị em. Vậy thì tiểu đường thai kỳ có dấu hiệu hay có những triệu chứng gì? Sau đây là 5 biểu hiện cơ bản của tiểu đường thai kỳ. Thứ nhất, dấu hiệu thường xuyên khát nước, hay thức dậy ban đêm để uống nước nhiều lần trong ngày và cái lượng nước uống nhiều hơn so với mức bình thường. Thứ hai, đi tiểu nhiều lần, lượng nước tiểu nhiều hơn so với mức bình thường và đặc biệt là so với các chị em mang thai cùng lứa. Thứ ba, đó là biểu hiện khi bị chảy xước, vết thương này rất lâu lành và khó khỏi. Thứ tư, đó là có dấu hiệu sụt cân, mệt mỏi, uể oải, chán ăn, dễ bị nấm, viêm nhiễm vùng kín và khi sử dụng các loại thuốc trị nấm thông thường hầu như là không đáp ứng, không khỏi. Tiểu đường thai kỳ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của bà bầu và em bé? Thì tiểu đường thai kỳ nó có ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của cả mẹ và bé. Nếu như chúng ta không kiểm soát tốt, nó có thể gây ra các vấn đề như tăng cân quá mức của thai nhi, gây ra nguy cơ sinh non, sảy thai, gây ra chứng cao huyết áp mang thai và tăng nguy cơ tái phát tiểu đường sau này cho cả mẹ và bé. Đây là loại tiểu đường thứ phát anh chị em. Nguyên nhân nào gây ra hiện tượng tiểu đường thai kỳ? Có rất nhiều nguyên nhân gây ra những hiện tượng tiểu đường thai kỳ. Sau đây là 3 nhóm nguyên nhân chính hầu như tất cả những người tiểu đường thai kỳ đều mắc phải. Thứ nhất, do ốm nghén. Trong quá trình chị em mang thai thì thường trải qua cái giai đoạn ốm nghén hay còn là thai nghén ấy, sẽ ăn nhiều hơn cùng cái lượng trái cây hay lượng đường, để thức ăn có chứa nhiều đồ ngọt đấy, ăn liên tục một thời gian kéo dài sẽ dẫn đến những rối loạn chuyển hóa, rối loạn trong tiêu hóa, cơ thể không tiết ra kịp insulin để trung hòa cái lượng đường thừa này, dẫn đến lượng đường dư thừa trong máu, trong gan, trong cơ thể chúng ta càng ngày càng nhiều. Lượng đường dư trong máu nó không được hấp thu và không được sử dụng, dẫn đến bị thoái hóa biến chất, buộc cơ thể chúng ta phải có cơ chế là đào thải ra ngoài. Thông thường cơ chế đào thải qua nước tiểu, qua thận động và qua đường phân. Cho nên là trong nước tiểu của những người tiểu đường thai kỳ có một lượng đường dư rất là nhiều và gây ra hiện tượng tiểu đường kín bu là như vậy. Nguyên nhân thứ hai, đó là trong quá trình mà chị em mang thai sẽ dẫn đến thay đổi toàn bộ cái hệ nội tiết tố, các hormone thay đổi về chức năng của các cơ quan, trong đó có tuyến tụy là nơi sản xuất ra insulin. Cái lượng sản xuất insulin này nó giảm xuống không đủ để đáp ứng nhu cầu tổng hợp trung hòa đường của cơ thể, dẫn tới dư thừa đường cũng gây ra tiểu đường. Và một nguyên nhân thứ ba nữa, đó chính là việc thay đổi tâm sinh lý ảnh hưởng đến cái quá trình sinh hoạt thường ngày, đó là cái giờ giấc sinh học của chị em nó bị thay đổi, ảnh hưởng tác động rất lớn đến quá trình vận hành của các cơ quan trong cơ thể. Những xáo trộn này dẫn đến cơ thể mất thích nghi và cũng ảnh hưởng tới hiện tượng đó là tiểu đường. Vậy thì điều trị tiểu đường thai kỳ như thế nào? Tiểu đường thai kỳ có chữa khỏi được không? Thật may là thông thường thì cái tiểu đường thai kỳ này nó sẽ tự hết khi chị em sinh nở xong. Việc điều trị tiểu đường thai kỳ trong quá trình mà mang thai chủ yếu dựa vào việc điều chỉnh chế độ ăn uống sinh hoạt, bằng việc là các chị em hãy bớt cái lượng đồ ăn ngọt, những cái đồ kích thích, đồ ăn giàu chất béo, giàu mỡ, những cái chất mà có rất là luôn xấu đấy. Đặc biệt là nên hạn chế ăn các loại đồ ăn nhanh chế biến sẵn,
chế biến nhanh và đóng gói đấy, thì nó không tốt cho sức khỏe của mẹ và bé, cũng hay gây ra tiểu đường. Hãy nên vận động thể dục nhẹ nhàng giúp tiêu hao bớt năng lượng và sau này sẽ dễ đẻ hơn chị em ạ. Khi sinh nở xong, cơ thể của người phụ nữ sẽ tự phục hồi, các hệ cơ quan trong cơ thể tự phục hồi, chức năng của các hormone cũng được tái tạo, trong đó có tuyến tụy là nơi tiết ra insulin. Cái lượng insulin này tiết ra đều ổn định, cũng giúp trung hòa được ổn định được đường huyết và từ đó cái tiểu đường thai kỳ nó sẽ tự biến mất. Các cụ chúng ta vẫn thường hay gọi vui đó là khi mà sinh nở xong thì sẽ thay máu. Thì có người sau quá trình sinh nở nó sẽ có làn da rẻ, nó đẹp, nó khỏe mạnh, nó hồng hào và có nhiều người tăng cân đẹp hơn cái gì ạ. Nhưng cũng có trường hợp đó là thay đổi hormone nhiều quá dẫn đến hiện tượng là đen da, sạm da, da bị thâm nám nhiều hơn, bị sụt cân, trầm cảm sau sinh. Nguy hiểm nhất là cái da bụng bị căng giãn quá mức khi mang bào thai đấy, dẫn đến là bị giãn nứt, nhăn nheo, đen sạm, có dấu hiệu da nhăn chân chim rất là xấu. Chị em thường mất tự tin và mặc cảm về cái điều này. Vậy thì làm thế nào để vết dặn da chân chim sau khi sinh bay màu, biến mất nhanh mà lại an toàn cho mẹ bỉm sữa? Câu trả lời sẽ có trên video tiếp theo. Mời chị em đón xem trên kênh Trần Văn Luận Official trong số tiếp theo nhé. Cảm ơn chị em đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình của bạn, hoặc bấm vào nút đăng ký để không bỏ lỡ video của Trần Văn Luận nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.